thoại xin chào quý vị đến với video theo quý điện thoại nha. Bây giờ lại đang thoại đang ngồi với chú Hùng ở hoàn cảnh đám tang này sao chú Hùng để con hello xin chào cả nhà, xin chào quý khán giả trên kênh của điện thoại KB. Bây giờ cái hoàn cảnh này là rất là đáng thương nha mọi người. Cụ 91 tuổi Trần Xúc, cụ Trần Xúc 91 tuổi. Trong cách đây khoảng trước 10 ngày cụ vẫn còn đi bán vé số nha mọi người. Rất là đáng thương, vẫn còn đi bán vé số. Nhưng không ai thì ngã bệnh. Thì ngã bệnh trong vòng chỉ có 10 ngày đổ lại là cụ qua đời. Hoàn cảnh của cụ thì cũng có đứa con trai, đứa con dâu và đứa cháu nội cũng đều đi bán vé số hết. Ở nhà trọ nha mọi người. Quê hương, quê quán của cụ là ở dưới huyện mình, xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng. Đó, nhưng mà cụ và các con lên đây lập nghiệp cũng thời gian lâu lắm rồi. Thuê trọ, ở dưới bán vé số, không ai bị bệnh qua đời. Hoàn cảnh thật sự là quá khó khăn. Cho nên là cũng kính nhờ quý ân nhân, quý mạnh thường quân, quý Bồ Tát, quý khán giả trên kênh của Huyền Thọ KB chia sẻ, yêu thương, giúp đỡ một phần nào khó khăn cho Tăng Quyến. Và hiện tiền thì mình cũng nhờ bên trại hòm, bên lầu trại hòm Độc Thọ ở quận Tư cũng gieo duyên cho một cái áo quan cho cụ, cái áo quan cho cụ. Nhưng cũng còn những cái phần còn lại như là xe đưa đón đi tới đi lui. Rồi cái thứ hai nữa là cũng như là cái đi thiêu á, mà nghe mình nghe con quanh là đi thiêu cũng hình như cũng 3,8 triệu gì đó. Và gửi cho hũ cốt ở nhà thờ á, cụ là bên công giáo nha mọi người, gửi hũ cốt ở nhà thờ cũng 4 triệu. Đó là cái 7 là cái 7,8 triệu rồi. Nó còn những cái lặt vặt chi phí các xe cộ đi tới đi lui nữa là cũng phải trên 10 triệu đó. Vậy mà kính mong quý mạnh thường quân, quý Bồ Tát cùng quý khán giả trên kênh của Huyền Thoại KB hãy cùng nhau chung tay chia sẻ một phần nào khó khăn để lo lắng cho mưa quá rồi. Tôi cũng kính mong là quý Bồ Tát, quý ông nhân, quý khán giả trên chỗ Huyền Thoại KB cùng nhau chung tay lá lành đùm lá rách để biết cái lối tầm mọi món chi ngon, giúp cho cộng trần trường túc được nhãn sạch cộng độ. Bây giờ phải cho có một phần chia sẻ để lo mai táng mai chay cho chị để nó hoàn thiện. Vì cũng ngày mai đây rồi, 9 giờ sáng mai là hôm qua về tại nghĩa trang Đa Phước tránh để hỏa tiêu cho mọi người. Hỏa tiêu á, cũng một lần nữa kính mong quý mạnh thường quân dây một tay yêu thương chia sẻ như một ly cà phê hay là một câu tiếu gì đó, 10k, 20k, 50k gì đó, rồi giúp đỡ cho gia đình của cụ có một ngày ra đi để sống qua một để trải qua một cái cơn nhặt nghèo này. Nhà trọ thì giờ cũng khổ, cũng còn đa thứ một hai tháng nhà trọ gì đó, cũng không có được tiền đâu mình khổ. Nhìn mỗi lần mà mình thấy á, ông cụ đi bán cái số chống cái cây thì mình thấy thương lắm mọi người, rất là thấy thương. Nhiều khi mình ông cụ mình đi bán cũng bị giật cái số hoài, giật hoài luôn. Mà khi mà mình nghe hay tin cầu cứu thì mình cũng ra, mình làm cho cái chương trình mình lai tài sản, giúp được cho cụ nào cũng một phần khó khăn. Thì nói chung là trong cái thời gian qua đó thì dẫn ở nhà, đang ở nhà thì con của ông chạy qua báo tin là anh Hùng ơi, ba em coi như là nằm chỗ rồi, sắp qua rồi, sống không khổ rồi.
Rồi nếu mà trong trường hợp có gì thì tính nhờ là bên ông Hồng hãy cứ giúp giùm cho ba em để trang trải giờ còn những cái mỏ quá giờ cũng được, còn trong người cũng không có tiền đi nữa. Rồi mình nói bây giờ hứa thì không hứa, nhưng mà giúp tới đâu hay tới đó. Thì sáng ngày mình cũng đang nguyện hương tại Tam Bảo nhà mình đó, thì con có anh Hòa, con có mẹ quá hàng qua hỏi tin là mai mất rồi. Thôi mình thấy đau lòng quá, qua để mình alo đến chạy họp cho mình coi. Nói chung là bên Lộc Thọ đó cũng chia sẻ giúp cho cháu qua. Tại sao con hỏi là thầy chồng này ở đâu chú? Ở quê hương thì ở xã Biên Tố, Quyền Biên Tố, tỉnh Sóc Trăng. Còn ở hiện tại trời ở nhà trọ đó là ở hẻm 1283 11 Quỳnh Tấn Phát, phường Phú Thần, quận 7. Đó là ở nhà trọ đó, nghe địa chỉ mình nói là 1283 11 phường Phú Thần, quận Tấn Phát, phường Phú Thần, quận 7. Rồi cái thứ hai đó, trong cái công trình thì giúp tới đâu hay tới đó, rồi mình cũng có kêu gọi, mình nhờ tất cả các anh em coi như mình chung tay với nhau hết mọi người, chứ mình không có khả năng nhờ người khi mình nói xảy. Nhờ sự chung tay giúp đỡ của như là kênh của quyền trợ cho bê đến ngay nhờ khán giả trên kênh của quyền hội dân đồng một ca cố giúp dùm cho cô ấy rất là thương xót lắm mọi người ơi. Hãy cố giúp nhé. Cái nhà ơi, đây là chú Hùng, thường lại nhà Hồng Loan bán cà phê sao phỉ của chú chị. Thì qua lại cũng là như là thăm một người của Hồng Loan. Thì chú này đứng ra tại vì cái hai chồng này không có tiếng nói nữa nha. Phải không chú? Đúng rồi. Hai vợ chồng này không có ai gì. Người ta nhà quê rồi, không phải mình chơi người ta nhà quê, người ta từ dưới quê lên người ta buôn bán. Với số người ta đâu có biết về vấn đề xã hội. Người ta chỉ biết sáng dậy đi bán cái số, đến chiều tối thì đến sáng đi bán cái số thôi. Cũng không có giao du liên hệ với ai hết, cho nên cũng không có cái được tiếng nói. Cho nên mình cũng thay mặt gia đình mình chỉ đưa lên tiếng nói cho quý khán giả từ nắm và hiểu được và thương hơn nữa. Thế cho nên thì bây giờ thì hai chồng bán cái số không có buôn bán gì hết trơn hả chú? Không có buôn bán gì hết, bán cái số luôn. Nên thằng cháu nội cũng vừa bán cái số luôn. Ôi giết trời. Trời ơi, mỗi lần thằng cháu nội thấy thương lắm. Nó to xác cho mọi người. Nó đi bán cái số đi ngang nhà mình. Nó không bao giờ mà nó biết mời, biết gì hết trơn. Mình chỉ hỏi là còn không con là còn thì giúp. Vậy thôi, chứ không có biết người là mời gì hết trơn. Rất là thương. Tào lắm mọi người. Cái đội cũng sợ thì hội cũng với lại chú Hùng cũng ngồi đây là cũng chia sẻ mạnh thường quân giúp đỡ cho bà con cô bác thì hậu tâm thì giúp được cũng như giúp được coi hội không có đòi hỏi gì hết nha. Tại vì hội đây cũng thấy mình ảnh quá khổ đi nha chú anh chị. Thì đó, thì hôm nay hội quay lên để quay cho cả nhà cùng xem. Thì sáng thì tại vì cũng kề cũng quá cũng kề giống như là ở nắm tay ở trên nhà bè cả nhà. Hội cũng anh em YouTube trên nhầm lon quay trên ở nhà bè thì đám tang nhà không nhà thì cũng có số anh em giúp đỡ được. Thì hôm nay thì cũng xuống đây quay như vậy thì những chú chị thì có lòng tâm giúp đỡ cho hoàn cảnh cho chú phụ này nha. Chú phụ cũng già 91 tuổi rồi thì hay chồng máy số rất khổ luôn, nhưng chú sự thì ủng hộ nha. Rồi hiện tại bây giờ mưa quá lớn thì thanh thì nó cũng ồn không có nhà ông cảm nha. Bây giờ là họ sẽ quay cảnh cho cả nhà cùng xem cả nhà. Hiện tại bây giờ là trời cũng mưa quá lớn, cả nhà nãy thì đã điện thoại của chú Hùng cũng tâm sự nha cả nhà. Tại vì người nhà này không có tiếng nói, nhưng mà giờ bên hội sẽ quay cảnh nha cả nhà. Tại vì mưa quá lớn có lẽ là tiếng ăn tiếng ồn, mong cả nhà ông cảm nha. Thì thoại cũng nói vài lời để cho cô chú anh chị xem cái cảnh là ở đám tang này nha cả nhà. Đám tang là ở là nhà tang lễ nha cả nhà. Nó mưa quá thì mong cả nhà ông cảm nha. Ở đây là nhà tang lễ, đây là chú
91 tuổi này của chú chị. Còn bây giờ cho cái nhà cùng xem cái nhà, tại vì mưa ồn quá, mong cái nhà không cảm, tại vì xã hội không có cái mít để chống giảm ồn, mong cả nhà không cảm. Bây giờ trời cũng đang mưa của chú chị, thì là đám tang này ở quận 4 như cả nhà cần tô kiến thiết. Đây là con dâu nha cả nhà, đây là con dâu, đây là con của chị gái này nha cả nhà. Thầu quay trường cảnh cả nhà, nồi thổi nó lớn nha, tại vì mưa quá rất là ồn luôn của chú chị. Đây cả nhà, chúng ta nghe là không có người là luôn thì chú chị. Bây giờ 8-9 giờ con chú chị rất là khổ luôn, hay cầm bán số, bây giờ chút trước cũ cũng bán cái số nữa cả nhà, thấy là chót luôn của chú chị ơi. Thôi sẽ quay các phó cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Thôi chỉ để tổ chú Hùng chia sẻ cho cô chú chị xem rồi.